Chào, xin chào các bạn. Hôm nay hai anh em mình đi vào rừng kiếm lan. Bữa nay có thằng em có Tèo đi chung. Đây Tèo đây thấy được một loại lan này các bạn. Đó. Để mình zoom lại gần cho các bạn coi. Một lan này nó lá nó hơi giống lá tre. Để Tèo trèo lên trên cây này coi. Rồi coi nó là loại gì. Cũng cao lắm các bạn. Tèo đang ở trên cây này các bạn. Có rất là nhiều ha. Đó. Các bạn coi kìa. Nhiều quá. Mà ra đây cũng hơi sợ. Rong rêu không đi trơn lắm. Cận cảnh nè các bạn. Lan này Thảo không biết tên. Mình lấy nó xuống đó. Các bạn nào thấy thích cảnh lan mọc trên cây này không nè? Đây, loại lan này nó có bao còn bông này các bạn. Bông nhỏ xíu à. Ở đây còn có một loại lan này gọi là lan hạt đỉnh, mặt bông nở cũng đẹp lắm, còn mọc dài dài trên nữa kìa các bạn, lên tới đây luôn này, trên đó kìa, này ra ngoài cành nhỏ kìa cũng còn nữa kìa, mà Tèo chắc không dám ra ngoài quá, tại không có dây đồ để trèo. Lên tới đây thôi. Trên đây cũng đang cao lắm này. Bây giờ để Tèo lấy mớ lan này rồi đi xuống thôi. Đây nhé các bạn. Cây này Tèo lấy được bao nhiêu đây nè. Lan này Tèo không biết tên nè. Thân cũng dài và thân đẹp lắm. Đây là một bộ hạt đỉnh. Nhiều nhất là có loại lan này, bạn coi lá nó nè, thân này. Thì Tèo cũng đang trong quá trình học hỏi về lan đó. Mình đi lấy lan thì về nhà sẽ nghiên cứu sau. Rồi, bỏ bao đi em. Giờ tụi mình đi tiếp ha. Trên cây này cũng có mấy loại mà dưới này Tèo không thấy rõ. Giờ lên trên coi. Nó là loại gì? Đây các bạn. Cái loại này mình không biết nè. Nhà mình trước đây lấy cũng được một bội đang trồng ở nhà mà nó không có tốt. Em ơi chụp nè, đây đây bội này mình nghĩ là quế lan hương, ở nhà cũng đang trồng mấy giò hoa nở rất là đẹp.
cái con nữa nè các bạn. Mình không lấy cái con đâu, để cho nó lên. Còn đây nữa nè. Này thì cái nó chỉ bám cái rễ ra thôi, để nó đu trụng lắng rồi đó. Bên này nữa nè. Ở đây có một bụi lan son môi màu đỏ, giống như là hoa phượng vậy đó các bạn. Thì Tèo cũng lấy luôn loại này về trồng. Cứng quá. Bụi này lâu năm rồi nè. Loại này thì khoảng 3 tháng nữa là nó có bông rồi các bạn. Khoảng tháng 8 là nở bông. Đào tắt máy tí. Đây có mấy cây bự quá. Mình thấy cũng có loài rai mấy loại lan, mình nhà mình cũng nhiều rồi. Các bạn nghe thấy tiếng nước chảy không? Dưới này là một cái nhánh của con thác 7 tầng bữa Tèo giới thiệu đó. Qua đây em ơi. Bây giờ Tèo đi có một mình thôi. Hôm nay có thêm đứa em đi chung nữa. Tèo mới trèo lên trên cây này. Đây có một bụi rất là lớn. Bụi này ở nhà mình cũng đang có mấy cây, nó lỡ ra bông màu trắng cũng đẹp lắm, mà Tèo cũng chưa biết tên loại này. Mình lấy về mình trồng. Lan rừng mấy loại này nè, nó có một vẻ đẹp rất là đặc biệt và riêng, không có loại nào có hết các bạn. Mấy loại lan trồng kiểu công nghiệp thì không bao giờ nó có cái vẻ đẹp và cái hương thơm mà đặc biệt như là mấy loại lan rừng như thế này nhá. Lần đầu tiên mình thấy bụi này mà nó bự vậy đó. Trước đây lấy mấy bụi nhỏ không à. Tèo cũng không có lấy hết, để cho nó sống tiếp. Ở cành bên kia vẫn còn nữa kìa các bạn. Mà mình lấy nhiêu đây thôi.
cái cây bên đó mình thấy có nữa kìa, rồi cây dưới kia cũng có nữa mà không thấy rõ được loại gì thôi. Ở đây có một cây rất là hay nè, cái loại này gọi là rau rồng nha các bạn. Nó chỉ có cây thôi, không có ra bông đâu. Cây cũng đẹp lắm đó. Bây giờ tèo đi xuống dưới. Giờ hai anh em tèo đi về thôi. Trên đường về thấy được quá trời sâm cau. Tại tới mùa rồi, tháng 9 đó, mình đi đào. Này thử đi lấy được một bao. Và thế chỗ đậy xe này. Các bạn có biết cái này là gì không? Nó bông đẹp quá nào. Cái này gọi là lá giang ha. Lá giang mình hay nấu canh gà lá giang đó, hoặc là lẩu lá giang. Và hôm nay vô đây là thành quả của hai anh em nè, đi khoảng 2 tiếng. Một bụi lan này rất là lớn. Đây, lan hạt đỉnh. Lan này đều không biết tên nè. Được một bụi lan son môi. Và mấy cây quế lan hương. Loại này bạn nào biết tên nó là gì thì cho Tèo biết với ha. Giờ xử lý rồi mang đi trồng thôi. Hẹn các bạn là hôm khác tụi mình đi lấy lan tiếp ha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.